Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản số 717 về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trong giai đoạn cao điểm hè 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Hòa Bình và các tổ chức kinh doanh điện khác chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc và theo thẩm quyền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn. Đặc biệt là trong thời gian cao điểm hè năm 2023 để đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định. Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện trên các khu vực hợp lý, đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh năng lượng, khuyến khích sử dụng điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Lương Sơn từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 6 năm 2023 ước đạt hơn 1.900 tỷ đồng, bình quân đạt trên 932 tỷ đồng một năm, tăng gấp 3,85 lần so với số thu bình quân năm giai đoạn 2016-2020. Trong đó, thu từ thuế và phí bình quân nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 272 tỷ đồng một năm, tăng 30% so với thu bình quân giai đoạn 2016-2020. Thu tiền sử dụng đất bình quân nửa nhiệm kỳ 2020-2025 là 660 tỷ đồng một năm, tăng gấp 20,6 lần so với số thu bình quân giai đoạn 2016-2020. Năm 2023, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 1.780 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đạt 1.000 tỷ đồng vào năm 2015. Huyện Lương Sơn đang tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 02 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, triển khai các biện pháp để khai thác tối đa hiệu quả các nguồn thu ngân sách, thường xuyên tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong việc thực thi pháp luật thuế, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chi ngân sách, đảm bảo chi thường xuyên, chú trọng chi đầu tư phát triển, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Năng động linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh đến thời điểm này, tổng dư nợ của Agribank chi nhánh Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình đạt trên 1.000 tỷ đồng với trên 3.000 khách hàng được vay vốn, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tới 94%. Agribank chi nhánh Kỳ Sơn thường xuyên rà soát các khoản nợ đến hạn, quá hạn, nợ khó thu đến từng khách hàng, tìm biện pháp hạn chế tình trạng nợ xấu, phát triển vốn vay thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Toàn phường Kỳ Sơn hiện đang duy trì 62 tổ vay vốn thông qua các tổ chức hội đoàn thể như hội nông dân phụ nữ hoạt động ở tất cả các thôn xóm với 2.140 hội viên. Từ nguồn vốn được vay, nhiều hộ gia đình đã phát huy lợi thế và lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh Hòa Bình lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028, ngày 25 tháng 5, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh đã tổ chức tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình và học sinh khó khăn tại địa bàn xã Bình Thanh, huyện Cao Phong. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh và Tỉnh đoàn Hòa Bình đã khánh thành và bàn giao công trình thắp sáng đường quê sử dụng năng lượng mặt trời được triển khai tại tuyến đường xóm Lòn, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong. Tuyến đường có chiều dài 1,4 km với 30 cột đèn được lắp bóng đèn và pin năng lượng mặt trời. Tổng trị giá công trình là 50 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả tích cực. Công tác này đã góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, làm giảm thiểu các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên cương vị là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ hòa giải xóm mới xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, ông Bùi Văn Giòn đã hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn nội bộ gia đình, hàng xóm.
để hòa giải những vụ việc. Trước hết, bản thân ông Son thường xuyên nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật, đồng thời phải nắm bắt và giải quyết kịp thời những mâu mắc ngay từ khi mới phát sinh. Cùng với đó, ông cùng các thành viên trong tổ hòa giải viên phải có sự bàn bạc thống nhất cách giải quyết, đảm bảo khách quan, công tâm nhằm tháo gỡ các vụ việc một cách thỏa đáng nhất. Bản thân là cương vị là tổ hòa giải thì trước hết bản thân tôi như gia đình luôn tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như trong cái lối sống hàng năm thì thường thường là chỉ có 1-2 vụ là trong đó tranh chấp về đất đai hoặc là xích mích nội bộ gia đình anh em, đồng chí là những vấn đề nhỏ thôi, sống và chọn tình vẹn nghĩa với nhau để mình sẽ thuyết phục được bà con nhân dân để làm gương bà con nhân dân người ta học tập và theo dõi. Hiện nay toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 1.391 tổ hòa giải với sự tham gia trên 9.400 hòa giải viên. Năm 2022, các tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận và hòa giải thành 178 trên 210 vụ việc. Nội dung hòa giải chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, giữa các cá nhân trong cộng đồng, tranh chấp quyền lợi ích phát sinh trong dân sự, bám sát phương châm giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Các tổ hòa giải đã phát huy tốt vai trò của lực lượng hòa giải viên là điểm mấu chốt giúp hóa giải các mâu thuẫn tranh chấp xích mích trong cộng đồng dân cư. Năm 2022, tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành công đạt trên 85%. Tuy nhiên, trước sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội dẫn tới tình trạng mâu thuẫn tranh chấp ngày càng diễn biến phức tạp, đòi hỏi những người làm công tác hòa giải ở cơ sở phải thường xuyên cập nhật các văn bản, chính sách, pháp luật mới, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải nhằm hạn chế tối đa vụ việc hòa giải không thành phải chuyển lên cấp trên. Thì hiện nay xã Hương Nhượng là có 4 tổ hòa giải, có 4 xóm là 4 tổ hòa giải, thì tập huấn cho các cái tổ hòa giải ngay tại cơ sở. Các tổ hòa giải trên xã cũng đã đi các xóm tuyên truyền vận động nhân dân, cái đặc biệt là cái tổ hòa giải ở dưới xóm đấy đã tuyên truyền vận động nhân dân. Chính vì vậy thì nên mấy cái năm vừa qua là không có cái đơn thư về các cái lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai rất nhạy cảm, mà trên địa bàn xã Hương Nhượng cũng không có cái vụ việc xảy ra. Và ngoài cái tổ hòa giải ra thì ở trên địa bàn thị trấn chúng tôi cũng lại thực hiện là theo cái luật đất đai, chúng tôi có thành lập cái hội đồng hòa giải nữa, cho nên là những cái vụ việc nào mà dưới tổ hòa giải mà hòa giải không được thì sẽ gửi lên để cái hội đồng hòa giải. Thế và cái kết quả thì vào cái tỷ lệ hòa giải thành ấy thì chiếm khoảng 80%. Trong đó thì chủ yếu các vụ việc thì đại đa số là tranh chấp về đất đai, về thừa kế di chúc, các tranh chấp dân sự ở hôn nhân gia đình. Các địa phương trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố kiện toàn các tổ hòa giải, nâng cao chất lượng hoạt động, đồng thời động viên khen thưởng, biểu dương những điển hình trong công tác hòa giải, khuyến khích người dân sử dụng phương thức hòa giải để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp, xây dựng ý thức, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật trong mỗi công dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Thủy triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện giúp đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Là địa phương có nhiều lợi thế về phát triển nông nghiệp, để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên khu vực nông thôn lập thân lập nghiệp tại quê hương, từ năm 2022 đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Thủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn về phát triển các mô hình sản xuất kinh tế, cũng như tập huấn về kiến thức kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi cho trên 300 đoàn viên thanh niên. Qua đó, nhiều đoàn viên thanh niên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế. Cây bưởi là cây hiện tại là đang là có giá trị kinh tế rất là ổn định. Phát triển trên đất cát là rất là tốt nên chúng tôi tập trung vào cái phát triển kinh tế cây bưởi. Thời cũng là cái gắn bó với lại cái chăn nuôi trâu bò rồi lại gà trên chính cái mảnh đất. Sau đó tạo cho một cái nền kinh tế gắn bó quê hương. Chúng tôi cũng có những cái chính sách hỗ trợ như là nguồn vốn vay từ những ngân hàng chính sách,
của đoàn thanh niên quản lý. Thì hiện nay thì đoàn thanh niên cũng đang quản lý với cái mức vốn là hơn 5 tỷ đồng để cho đối tượng là đoàn viên thanh niên có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế. Thì chúng tôi sẽ mở rộng những cái nguồn vốn giải quyết việc làm để cho đoàn viên thanh niên vay vốn và khởi nghiệp, lập nghiệp. Huyện Yên Thủy hiện có trên 8.800 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 28 đoàn cơ sở và trực thuộc. Để đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp hàng năm, bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên tiếp cận với công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, huyện đoàn Yên Thủy cũng tăng cường phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn huyện thông qua việc ủy thác tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển các mô hình sản xuất. Hiện nay, tổng dư nợ do đoàn thanh niên huyện Yên Thủy quản lý là gần 82 tỷ đồng với 39 tổ tiết kiệm và vay vốn và trên 1.600 hội viên. Với sự hỗ trợ tích cực của huyện đoàn cùng với cố gắng của đoàn viên thanh niên, nhiều mô hình kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ hộ có nguồn thu nhập từ 100 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng một năm, góp phần nâng cao thu nhập cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt không phải đi làm ăn xa. Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục khuyến khích động viên các đồng chí đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tại trên mảnh đất quê hương của mình. Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội cũng như là nguồn vốn vay của đoàn cấp trên để hỗ trợ cho các đồng chí đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế trên tất cả các cái lĩnh vực. Thời gian tới, huyện đoàn Yên Thủy tiếp tục đẩy mạnh phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, chú trọng công tác phối hợp đào tạo nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, đồng thời xây dựng nhân rộng những mô hình điểm thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham quan học tập để tổ chức đoàn là người bạn đồng hành trên mỗi bước đường lập thân lập nghiệp của đoàn viên thanh niên. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt sản xuất do nắng nóng, chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có nơi có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có nơi có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh nhiều mây, có nơi có mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngày giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.